Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe địa hình đến từ thương hiệu của Pháp, địa hình carbon các bác nhé. Chopic Champion. Đây một mẫu bán rất chạy tại gần em. Em chỉ về một số chiếc thôi. Trước đây em đã về được 2 lần. Một lần là 2 lần. Vâng, và bán rất là chạy. Bây giờ các bác vẫn hỏi mẫu địa hình carbon. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, với mẫu dòng Chopic Champion này thì đây là mẫu dành cho những các bác, những người mà tham gia những giải địa hình. Vâng, thì sẽ đây là phần thưởng dành cho những vận động viên, cũng không có nhiều những chiếc xe như thế này, hình thức còn rất là đẹp, em đánh giá trên 90%. Xe này hầu như chỉ để trưng bày chứ bên kia người ta cũng không đặt nhiều. Đây là hình thức còn rất là mới, em sẽ lướt qua. Đây là vết bẩn các bác nhé, không phải là vết xước, có thể lau đi như này được. Chữ T trên khung thì của hãng Chopic. Đây là cọc yên của Chopic, yên hiệu của San Marco. Cầu chủ trước đã nâng cấp lên. Như các bác nhìn thấy thì rất là mới, hầu như cũng rất ít khi ngồi lên. Phía đằng sau là một cái tem của yên các bác nhá, tải trọng các thứ. Chiếc xe này size khá là thấp, size 42. Vâng, pick up bon này có thể nhìn thấy chữ. Tầm size 42 thì của các bác dưới 1m67 đi vừa chiếc xe này. 1m7 có thể bon chen được, nhưng mà trên 1m7 thì không lên được chiếc xe này, hơi thấp. Đây là, vâng, đây là đường link website của hãng Chopic, chopicbike.com. Bên trên đây, càng trên thì Chopic Mountain Bike. Đủ đĩa của Blue, đủ đĩa hãng các bác nhé. Và các bác thấy yên hiệu đằng sau có tem chống hàng giả luôn, tem 7 màu San Marco. Vâng, chiếc xe được trang bị thì vẫn được đi lên sườn đóng cấp. Thì bên trên đây thì là ghi đông cổ phốt nguyên bản của Chopic. Thấy rồi, chữ Chopic đây. Nguyên zin theo xe. Cấu hình rất là cao cấp nhé các bác nhé. Shimano Delray. Bên này bên lip 10 tầng. Bên đĩa 3 tầng cho xe 30 tốc độ thay đổi. Phanh dầu Techo, phanh dầu thủy lực. Vâng, làm sóc có một vết xước, xước nhẹ để do vận chuyển họ không cẩn thận, không đáng kể. Như toàn bộ chiếc xe dốc sốc vậy thì sóc của thương hiệu Mỹ rồi các bác, quá xa lạ rồi. Bộ phanh dầu thể lực đây của Techo, đĩa rất là mới thôi nhá, xe rất ít đi. Tổng thể chiếc xe là 90%. Đây, thông số lốp 26 x 1.95. Đây, lốp em cầm ở đây, lốp rất là mới, lốp như mới luôn, đường gai vân. Lốp mắc xít. Wow,
Không, bây giờ em sẽ đi vào xem cái máy ơ của xe. Vâng, đây máy ơ của Novatek. Vâng, máy ơ hiệu. Củ đề của Shimano DLR. Gạt đĩa của DLR các bác nhé. Nguyên bộ và rút của DLR 10 tầng lip. Thì em sẽ đi vào đánh giá hoạt động delete. Rồi, chuyển nó rất tốt. Thì bên tay phải là đùi đĩa 2 tầng của Bruil. Đánh đĩa. Đánh đĩa. Xe tới 30 tốc độ các bạn. Chiếc xe carbon đến từ thương hiệu Pháp. Vopic Champion. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe đến từ thương hiệu của Pháp Vopic Champion. Chiếc xe được trang bị khung carbon và nguyên bộ group của Shimano Delre. Chiếc xe được bán tại cửa nghe mức giá là 10 triệu 8, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Ghi Xe Đạp và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về đại cửa nghe. Chào, cảm ơn các bác theo dõi video.